khi chúng ta học một cái điều gì đó, rồi chúng ta tư duy về nó, quan sát, phân tích, đúc kết về nó, thì người nào mà chăn trở, suy ngẫm càng nhiều thì người đó thường đúc kết càng sâu. Chăn trở, suy ngẫm càng nhiều. Có phải là bốn câu hỏi hồi sáng của chúng ta đặt ra, tập nghi ngờ chính là để các bạn bắt đầu chăn trở, đúng không? Các bạn bắt đầu suy ngẫm đời mình đi đâu và về đâu nhỉ? Liệu cái hướng đi này của mình có đúng không? Niềm tin của mình về nhân loại liệu có đúng không? Lỡ nhân loại nó đi sai thì sao? Niềm tin mình về giáo dục của các nước phát triển liệu có đúng không? Lỡ nó đi sai thì sao? Đây là phát huy cái năng lực chăn trở suy ngẫm đấy. Tức là các bạn bắt đầu quan sát, phân tích và đúc kết lại những quan điểm hàng nghìn năm, hàng trăm năm. Kể cả nó là một cái tượng đài rất to của những cái nước rất giàu có, vẫn đặt lại câu hỏi. Và một ngày đẹp trời các bạn đúc kết đủ sâu, đúc kết đủ sâu sắc, các bạn sẽ thấy mọi việc trở nên đơn giản. Và ở đây những bạn nào đọc cái quyển Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm rồi, các bạn sẽ thấy làm nông nghiệp rất đơn giản, không còn phức tạp nữa. Cứ làm đúng thuận tự nhiên thì nó đơn giản, còn cứ cày bừa, bón phân, xịt thuốc là nó phức tạp vấn đề rồi. Rồi ở đây các bạn xem cái video clip của một cái bác, của một cái anh nông dân mà anh ta lên Bangkok, anh ta lăn lộn, anh ta làm gần 30 tuổi vẫn thất bại không? Sau một ngày đẹp trời anh chán cái thành phố Bangkok quá, anh về quê anh làm những cái căn nhà đất ấy. Cuộc sống vốn đơn giản á, trên YouTube rất nổi tiếng, hàng chục triệu lượt view. Anh ta cứ làm căn nhà đất xong anh ở trong đó, thì người thành phố cứ cuối tuần lại ghé nhà anh chơi, người ta lại trả lại cho anh ít tiền giống như du lịch về nhà đất vậy đó. Thế là 3 năm anh ta có 20 cái căn nhà đất anh cứ đắp, và tiền cứ là thành đúng là tự do tài chính, ngồi vảnh râu dư tiền, có 20 căn nhà cho thuê. Cuối tuần là mọi người cứ dành nhau về thuê căn nhà của anh. Vì ở nhà hộp này nhiều quá rồi, tự nhiên ở nhà tranh vách đất sướng quá gì nữa. Chả có mấy lạnh, mấy nước gì cả mà vẫn rất ấm cúng, đời rất tươi. Đó. Thế là anh ta lên, anh ta phát biểu trước toàn thế giới là cuộc sống vốn đơn giản. Về lại quê cũ làm mấy cái nhà tranh vách đất vậy mà sống phầy phầy. Ở trên thành phố làm chân thân ra đấu đá các kiểu, mua căn nhà chung cư không nổi. Nên chỉ khi nào chúng ta nhìn sự vật hiện tượng đơn giản là lúc này là các bạn giỏi đấy. Còn nhìn sự vật mà vẫn phức tạp là chưa có giỏi đâu. Nên bạn nào mà miêu tả cái phần đúc kết cuộc đời của mình mà có khoảng 15 phút vẫn chưa xong là phức tạp hay đơn giản? Đã là đúc kết thì thường chỉ 3 phút rồi xong rồi. Các bạn có thể nghĩ 1 tháng nhưng nói ra chỉ 1 đến 3 phút thôi thì mới là đúc kết. Ghi xuống nhiều khi chỉ có 1 dòng đến 2 dòng thôi, đấy mới là đúc kết. Rồi, ở ngoài đời nó còn có một cái chữ này cũng hiểu nhầm này, học và hành. Học phải đi đôi với hành. Câu này đúng không? Đúng, nhưng nó quên mất chữ hiểu. Học rồi hành mà không hiểu thì nó gọi là học vẹt và hành vẹt, thực hành vẹt nhiều không? Làm theo lời dạy như con robot mà không hiểu tại sao tôi làm nhiều không? Những người công nhân như vậy cả đời làm công nhân không cải tiến được. Còn một kỹ sư nó thực hành theo, sau nó thắc mắc, ủa cái thực hành này hình như thừa động tác này. Nó cắt bớt bộ phận này đi, nó cắt bớt động tác này đi. 2 năm sau nó trở thành nhà sáng tạo trong cái xí nghiệp đấy. Vì nó bảo trời cái động tác kia thừa quá trời luôn, cứ làm hàng chục năm như thế tại sao không sửa nó đi. Nó cài gen, nó cải tiến, nó sáng tạo. Tức là nó phải hiểu, nó muốn cải tiến, nó muốn sáng tạo thì nó phải quan sát, phân tích, đúc kết. Nó biết động tác nào thừa nó vứt đi. Thấy chưa? Nên có học thì phải có hành là cái câu nói cửa miệng thôi, nhưng câu này chưa chuẩn mực. Có học, có hành nhưng ẩn chìm dưới cái học hành là bạn có thực sự hiểu nó chưa? Có thực sự sâu sắc với nó chưa? Có thực sự đúc kết được vấn đề chưa? Đấy mới đủ. Vậy các bạn cầm một quyển sách lên các bạn học, các bạn có đúc kết được quyển sách không? Các bạn làm một việc gì đó, các bạn có đúc kết được việc mình làm không? Hành là mình làm. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây học, các bạn có đúc kết được từng phần không? Ngày mai chúng ta học, ngày kia chúng ta đi làm. Cái ngày chúng ta đi làm
từng công việc các bạn có đúc kết được công việc mình làm như thế nào không? Hiệu quả không? Có cải tiến không? Nếu không đúc kết được, cả đời không cải tiến được. Phải lưu ý này. Nên thực hành, học và hành là câu nói chưa đủ đâu. Phải bổ sung cái thằng hiểu vào. Nên cái người học và hành nó dễ dẫn đến máy móc và định kiến. Lưu ý cái này. Và chủ doanh nghiệp bị cái này nhiều lắm nha. Tôi quan sát rất nhiều chủ doanh nghiệp bị bệnh này. Họ đi học một lớp giám đốc điều hành rất hay. Họ học được một vài công thức tuyệt chiêu, họ mang về áp dụng thành công. Áp dụng thành công tức là thực hành. Và doanh nghiệp nó phát triển lên gấp 5, gấp 10 lần. Nhưng 3 năm sau nó bắt đầu xuống dốc rồi nó sập tiệm. Vì họ vẫn xài công thức cũ. Cái công thức cách đây 3 năm thành công không có nghĩa là bây giờ thành công. Vì lý do sao? Vì họ áp dụng công thức đó máy móc và định kiến. Chứ họ không hiểu sâu về công thức. Người hiểu sâu về công thức sẽ biết là giai đoạn này xài công thức khác rồi, không xài công thức cũ nữa. Cái người đi thuyền qua sông, họ hiểu đến bước sang bên kia sông thì phải buông thuyền rồi, và bước lên trên bờ là phải đi bộ, đi xe đạp hoặc đi ô tô rồi. Chứ đừng cố mà vác cái thuyền theo. Cái công thức trên cái thuyền không còn đúng khi đi trên bờ nữa. Thì cái đó nhờ đâu? Nhờ quan sát, phân tích, đúc kết mà có. Chúng ta hình dung nha. Rất nhiều chủ doanh nghiệp bị cái này đấy nha. Đi học một lớp nào đó về làm giàu, về áp dụng thành công, nhưng thành công được 3 năm rồi sập tiệm. Rất đông. Chỉ vì chúng ta không thực sự hiểu công thức đang áp dụng, không hiểu sâu về nó, thì chúng ta mắc kẹt vào nó. Trong nhà Phật đó, nó gọi là kiến thủ hoặc là giới cấm thủ. Tức là mình thấy nó nhưng mình bị bám chấp vào nó, thì nó cũng gây ra cái sự mắc kẹt. Rồi. Vậy cuộc đời của chúng ta này, khởi điểm sinh ra, lớn lên nằm ở đây này. Tuổi trẻ nằm ở đây này. Ngựa non háu đá nằm ở đây này. Rồi bước ra cổng trường đại học, lăn lộn vào dòng đời kiếm tiền nằm ở đây này. Lăn lộn kiếm tiền. Rồi một ngày bắt đầu nhận ra hình như cái cách này nó không chuẩn lắm. Rồi bắt đầu gỡ từng nút thắt một. Đây là nút thắt gia đình, đây là nút thắt công việc, đây là nút thắt tiền bạc, đây là nút thắt tâm linh. Các bạn gỡ từng nút thắt ra một. Một ngày đẹp trời các bạn gỡ gần như toàn bộ. Cuộc sống nó lại trong sáng trở lại. Các bạn bước lên đấy. Bước lên thấy ổ cuộc sống rất đơn giản, rất trong sáng. Vì lúc này chúng ta đã đi xuyên qua sự phức tạp. Lưu ý nhé, thời còn nhỏ đi học là chúng ta không biết nó phức tạp. Nhìn đời bằng đôi mắt ngây thơ cạn cợt là ở đây. Rồi bắt đầu bước vào cuộc đời thấy nó phức tạp quá. Có vợ có con phức tạp lên gấp đôi. Đúng không? Không lấy vợ không có con thì nó còn đơn giản. Có vợ có con vào nó phức tạp. Đấy. Cuộc đời rối rắm phức tạp. Rồi chúng ta già chúng ta chết đây này. Lưu ý nhé, các bạn cố gỡ nó nhưng gỡ chưa xong. Kiếm được một hai doanh nghiệp, kiếm được một vài chục tỷ, rồi già rồi chết. Hết một cuộc đời nằm ở chỗ này này. Chứ chúng ta chưa gỡ được nút thắt cuộc đời của mình đâu. Chưa hề biết ý nghĩa cuộc đời của mình thực sự là gì đâu. Không biết được đâu. Nên mình phải gỡ hết những cái rối rắm đó. Lại thấy cuộc đời nhẹ tênh trở lại. Là các bạn bước lên đây. Lúc này các bạn có năng lực hiểu biết sâu sắc vấn đề. Các bạn có xu hướng minh triết dần, sâu sắc dần. Và đúc kết trở thành đơn giản. Vì nhìn đúng cốt lõi bản chất của vấn đề. Có thế thôi. Nên cuộc đời của chúng ta ai cũng có cái bàn tay, đúng không? Có hai bàn tay. Nhiều đường gân không? Đường chỉ tay nhiều không? Các bắt đầu mình đi xem chỉ tay á. Các bạn xem chỉ tay cái kiểu gì thì xem. Xem chỉ tay là nó nằm ở đây này. Chưa biết xem chỉ tay là nó nằm đây này. Rồi một ngày tò mò đi xem chỉ tay tình duyên của mình, sự nghiệp của mình đi đâu về đâu nằm đây này. Rồi một ngày đẹp trời lại gác lại kệ chỉ tay chuyện của nó. Chả cần nó tôi cũng biết tôi đi đâu về đâu là nằm đây này. Chỉ tay nó nằm trong lòng bàn tay mình hay nó nằm ngoài lòng bàn tay mình? Ai nắm chỉ tay? Ai? Hu? Ai? Mình. Mình nắm chỉ tay do mình nắm lại mình. Mình điều khiển chỉ tay của mình. Tức là gì?
số phận cuộc đời do mình quyết định. Gì nữa? Số phận của mình do quyết định. Tiến trình chuyển hóa số phận là tiến trình gì? Đấy đấy, đây chính là tiến trình thay đổi vận mệnh. Tiến trình chuyển hóa số phận đấy này. Văn, tư và tu, học, hiểu và hành là thay đổi số phận. Trong đó cái hiểu phải đẩy đến được đúc kết theo chiều sâu thì mới thực sự chuyển hóa sâu trong tâm thức của chúng ta. Nên cuộc đời chúng ta có hai bàn tay, một bàn tay để giúp chính mình và một bàn tay để giúp người khác. Để giúp người khác là bàn tay xòe ra hay bàn tay nắm lại? Chính xác. Cả cuộc đời chúng ta một ngày đi làm 8 tiếng là tay xòe ra hay tay nắm lại? Suốt ngày đi kiếm tiền là nắm lại hay xòe ra? Nắm, chính xác, thấy ngu chưa? Cuộc đời có hai bàn tay, một bàn tay để giúp chính mình, một bàn tay để giúp người khác thì phải xòe ra chứ. Vậy cứ đòi nắm lại mà đòi hiểu về chính mình, hiểu thế nào được? Còn đầy cá nhân, còn đầy ích kỷ, còn lâu mới hiểu được chính mình, còn lâu mới hiểu được cuộc đời đi đâu về đâu. Không hiểu được đâu, rồi kiếm được nhiều tiền rồi cứ loay hoay, ủa sao cuộc đời này có nó chán chán thế nào? Là như thế đấy. Nên bây giờ nhiệm vụ của các bạn là phải đúc kết này. Bạn hãy đúc kết lại cuộc đời của mình bằng một hoặc hai dòng thôi. Đúc kết nổi không? Bài tập đấy, suy ngẫm rồi trao đổi với người bên cạnh. Tại sao tỷ lệ mất phương hướng, trầm cảm, stress, ly hôn ngày càng nhiều? Câu hỏi thứ nhất này, tại sao trầm cảm, stress, ly hôn ngày càng nhiều, mất phương hướng trong giới trẻ ngày càng nhiều? Chúng ta ở đâu thì mất phương hướng? Chỗ này mất phương hướng này, chỗ này có mất phương hướng không? Có mất. Nhìn vấn đề cạn cợt là mất phương hướng. Nhưng mà vì còn bé nên ba mẹ bảo bọc nên mình tưởng là mình có phương hướng thôi. Chứ thả ra ngoài đời mà cạn cợt là mất phương hướng liền. Rồi chúng ta lọt vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền này, của danh vọng này. Rồi chúng ta cũng mệt mỏi với nó này, thấy chưa? Đó. Và chúng ta ở đây chúng ta già, chúng ta chết này, chúng ta không có thoát lên đây được đâu. Lượng thoát lên kia ít lắm, một vài phần trăm mà nha. Rồi chúng ta mới thử đúc kết lại xem các bạn là cái câu nào trong đây. Sinh ra, lớn lên, lập gia đình, đi kiếm tiền rồi chết hết một cuộc đời. Các xem có đúng cuộc đời của mình không? Sinh ra lớn lên như con gà công nghiệp, rồi lập gia đình trong vòng tròn an toàn ngày qua ngày rồi chết. Có đúng không? Rồi sinh ra lớn lên đua nhau kiếm tiền, đua nhau nổi tiếng giống như cô bé Sully, rồi chán đời tự tử, đúng không? Nên ông Benjamin, cái vị cha già dân tộc của nước Mỹ, ông này là lớn tuổi hơn của Lincoln nữa. Đúng ra ông này làm tổng thống đấy mà ông từ chối. Toàn bộ những cái người gạo cội ở nước Mỹ đề nghị ông Benjamin ra làm tổng thống, nhưng ông bảo thôi, tôi già rồi, bảy mấy rồi, già làm gì nữa. Và Lincoln năm mươi mấy tuổi lên, Washington năm mươi mấy tuổi mới lên đấy. Nên ông Benjamin là vị cha già của nước Mỹ đấy. Thì ông ta có một câu nói rất nổi tiếng: chúng ta sinh ra và lớn lên đến năm 25 tuổi, rồi đến năm 70 mới đem chôn. Tại sao? Chúng ta sinh ra và lớn lên, rồi chúng ta chui nó vào đây này. Chúng ta trưởng thành được một cái đoạn từ cạn cợt này lên đến phức tạp thôi, rồi đến phức tạp chúng ta dừng lại không bước ra được, 70 mới đem chôn này. 25 tuổi bắt đầu bước vào cuộc đời và cứ bị cái vòng xoáy này nó nghiền nát rồi chết. Còn thực sự vẫn chưa trưởng thành về tâm thức. Hình dung chưa? Đấy câu ý câu nói của ông vậy đấy. Nên bây giờ các bạn phải đúc kết lại. Hãy đúc kết lại cuộc đời của chính mình bằng 1, 2, 3 cái gạch đầu hàng. Đấy. Hãy đúc kết thành một câu cho cả